Người phụ nữ xinh đẹp đi tàu hỏa không may gặp một đám đàn ông dâm tặc, mà ở Ấn Độ gặp chuyện này đời coi như bỏ. Chúng đè chặt hai chân hai tay cô gái xuống sàn, thực sự là 100 cái mảng cũng không đủ cho chúng phá. Đám đàn em cũng bắt đầu lấy điện thoại ra, nhưng đúng vào lúc hắn vạch váy cô gái, thì bất chợt một kẻ chạy như bay ngang hông tàu hỏa, xông tới đạp tung đám này cứu cô gái kia. Nhưng đây không phải siêu nhân đâu nhé, mà là robot thông minh Ấn Độ mới chế tạo ra. Robot này không những biết yêu biết giận, mà còn tự biết suy nghĩ và học theo dã tâm của con người. Nào cùng vua phim theo dõi một bộ phim cực hay này nhé. Câu chuyện bắt đầu tại phòng thí nghiệm robot của siêu tiến sĩ Pasika, và đây chính là sản phẩm robot mà ông tâm đắc nhất, cử chỉ vận động hoàn hảo hơn con người, tinh thông 120 môn võ thuật đỉnh cao, thành thạo tới 200 ngoại ngữ, cuối cùng được khoác lên bộ da nhân tạo giống hệt giáo sư. Nhưng vì quá chăm chú cho con robot nên người yêu đòi chia tay, hai người mang ba lô đến trả lại cho nhau tất cả mọi thứ, thậm chí cả 592 nụ hôn ông tiến sĩ cũng đòi trả lại. Hết cách rồi, bạn gái cũng đành hôn trả lại hết cho xong. Pasika đòi phải hôn lại đúng như lúc hôn thật, rất tức tối nhưng bạn gái đã quá muốn chia tay, nên cũng đành làm y như lúc còn mặn nồng. Mà hôn 592 nụ thì tất nhiên bố ai mà chia tay cho nổi. Kết quả hai người cứ thế lại yêu nhau. Bạn nào người yêu muốn chia tay thì cũng làm theo nhé. Hôm nay tiến sĩ giới thiệu Chitty lại triển lãm khoa học, khiến các nhà khoa học quá choáng váng vì sự thông minh của Chitty. Nhưng có một người rất là không vui, đó chính là Borer, thầy giáo của tiến sĩ. Bởi vì đơn giản cả đời ông ta nghiên cứu mãi cũng chưa ra, lũ robot của lão quá là vô dụng. Mà lão này có tà dâm cực kỳ độc ác, nếu để hắn biết giản đồ thần kinh của Chitty e rằng thế giới sẽ lâm nguy. Bởi robot của hắn tạo ra chỉ có ước muốn giết người mãnh liệt. Kia khác cô bạn gái tiến sĩ mượn Chitty mang về nhà chơi. Không ngờ Chitty không những nấu ăn rất giỏi, mà dọn dẹp đồ đạc trong nhà cũng ngăn nắp hết sảy luôn. Tự dưng Sana cảm thấy có chồng được như thế này thì lại ngon quá. Khi ra ngoài chợ, đám côn đồ muốn cầm phớ bắt nạt, Chitty kích hoạt nam châm hút hết vũ khí của đám côn đồ, rồi đơn giản là tụt quần hắn ra cho hắn xấu hổ. Lát sau đám côn đồ ở chợ kéo theo đàn em tới tìm, chúng mang toàn đồ gỗ vơi đã đến để tính sổ với Sana. Một tên tiện tay giật luôn túi sách vứt ra ngoài rơi xuống nước, cô gái vội ra lệnh cho Chitty nhảy xuống tìm. Nhưng khi anh quay lại thì tàu hỏa đã chạy đi mất, còn lại đám côn đồ trên tàu bắt đầu muốn nắn bóp hai giàn loa. Rất may Chitty đã đuổi theo kịp thời nhảy vào ngăn cản. Cứ như vậy hai bên xảy ra hỗn chiến, Chitty thành thạo tất cả các môn võ công trên đời, nên có thể một địch 100 mà vẫn chiếm ưu thế. Phải nói rằng võ thuật của thiếu lâm tự chưa có là gì, một tay anh cầm gậy cân hết tất cả, đám xung quanh đồng loạt dùng gạch đá tấn công. Chitty ở giữa vẫn có thể dùng đà cầu vồng đỡ hết, nhưng khốn nạn thay người máy thì sẽ có nhược điểm hết pin. Đám côn đồ thấy vậy liền tung chân đạp văng Chitty ra ngoài, còn Sana ở lại, e rằng 100 cái màng cũng không đủ cho chúng phá. Cả đám đè cô xuống cho tên đầu đàn chuẩn bị tiến hành. Cùng lúc này bên ngoài may mắn Chitty với được dây điện sạc, anh vội vàng chạy về tàu nhanh hơn tên lửa, kịp thời quay lại đúng vào giây phút cuối cùng. Lần này Chitty không nương tay nữa, mà dùng hết võ công thi triển với lực đánh mạnh hơn, đánh tên nào là tên đấy đổ gục tức khắc. Rất nhanh chóng đã hạ đo ván toàn bộ cái đám côn đồ này. Sana về nhà không thể giấu niềm vui sướng, còn nói nếu nó mà có trinh thì em sẽ bỏ anh mà yêu nó luôn. Quả nhiên câu nói đã khiến tiến sĩ chột dạ. Nhưng là con người ai lại ghen với cỗ máy do mình tạo ra chứ? Hôm sau là ngày đánh giá chứng chỉ an toàn, mà nguyên tắc quan trọng nhất của robot là cài mặc định không làm hại đến con người. Nhưng tiến sĩ nói muốn dùng nó cho quân đội nên không cài quy tắc đó. Qua nhiều bài kiểm tra và câu hỏi kỹ càng, tất cả các nhà khoa học khác đều đồng ý cho qua. Chỉ riêng thằng thầy giáo của tiến sĩ là phản đối. Hắn muốn tạo ra một bài kiểm tra riêng về độ an toàn. Hắn tung con dao và ra lệnh cho Chitty giết giáo sư. Hắn kêu dừng lại nhưng thấy rằng trên con dao vẫn có máu. Đây chính là lý do để hắn bác bỏ dự án robot Chitty, bởi hắn cho rằng robot này có thể giết bất cứ ai không biết phân biệt sai hay đúng. Đang khi hai người chán nản bỏ về thì trên đường gặp hỏa hoạn, lập tức giáo sư ra lệnh cho Chitty lao vào cứu người. Nhiệt độ quá cao khiến Chitty cháy hết lớp da, nhưng nó vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Việc tốt này khiến ai cũng vui mừng và truyền hình đưa tin, nhưng vào lúc cuối nó lại cứu ra một cô gái đang tắm mà không biết gì cả. Phóng viên bất chấp câu view cứ thế chụp hình, khiến cô gái xấu hổ lao ra đường cho xe tông chết. Sau việc này khiến giáo sư rất tức giận với Chitty, tên Borer để cắn lợi dụng việc này bơm đểu, muốn giáo sư bán lại công trình nghiên cứu cho hắn ta. Tất nhiên là Pasika không đời nào chấp nhận, ông lập tức về ngày đêm nghiên cứu lập trình cảm xúc cho Chitty, mà quên đi robot biết suy nghĩ thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cứ như vậy robot được nạp chương trình mới, mà không may trong lúc nói chuyện Chitty bị sét đánh. Sau khi phục hồi đột nhiên nó quay sang bật lại giáo sư, nó thể hiện hành vi tức giận vì ông la mắng nó. Kể từ đây Chitty có cảm giác nó là con người. Đúng lúc này ở bệnh viện của Sana có ca sinh khó, tình thế này chỉ có thể cứu mẹ hoặc con, nhưng Chitty nói anh ta sẽ cứu được cả hai người. Dựa vào toàn bộ kiến thức y học mà nó đã học, nó quét nhanh bụng mẹ ra vị trí của em bé, còn truyền được hình ảnh trực tiếp ra cho mọi người xem, rất dễ dàng hóa giải được việc dây rốn quấn cổ. Nhờ vậy mà ca đỡ đẻ mới có thể thành công.
Sau hành động cứu người này, tất nhiên là Borer đồng ý thông qua dự án. Nhưng việc khốn nạn nhất giờ đây cũng bắt đầu. Sana vì vui mừng đã ra ôm hôn Chitty. Chính hành động này đã làm cho nó cứng hết cả người. Chức năng sinh lý cũng bắt đầu kích mở. Cứ tối về nó lại nhớ đến Sana. Ban đêm còn tìm đến phòng Sana để mà đòi hôn nữa. Nếu không hôn thì nó nhất định không về. Sana nói bắt được con muỗi vừa đốt Sana thì cô sẽ hôn. Không ngờ Chitty ra ngoài và bắt được nó về thật. Lại còn bắt con muỗi hứa sẽ không đốt Sana nữa. Cô gái quá ngạc nhiên liền hôn cảm ơn Chitty. Một lần nữa khiến con robot này say đắm. Phía khác, Borer liên hệ với bọn buôn bán vũ khí. Hóa ra ông ta đang chế tạo robot đánh bom cảm tử cho cái bọn này. Nhưng đến ngày giao hàng mà ông ta vẫn chưa làm xong được, nên cũng bị ép phải giao hàng sớm hơn. Hôm sau là sinh nhật Sana, Chitty cũng bắt giáo sư phải mua quà cho nó. Nếu không thì nó sẽ đình công. Hơn nữa nó cũng biết hết số thẻ tín dụng và mật khẩu của tiến sĩ. Quả nhiên lúc sau nó cũng mang quà đến tặng Sana. Tiến sĩ lúc này nhận ra nó yêu Sana thì căm tức lắm. Ông mới tuyên bố trước mặt mọi người rằng ông sắp cưới Sana. Nghe đến đây người máy Chitty đứng hình, ra cướp luôn Sana từ tay tiến sĩ để khiêu vũ. Khốn nạn thay, thằng người máy này cái gì cũng giỏi hơn ông. Nó thẳng thừng tuyên bố rằng nó cũng yêu Sana và muốn cưới cô ấy, và ép tiến sĩ phải nhường Sana cho hắn ta. Tiến sĩ căm giận lắm nhưng không dám làm gì. Ông sợ nó giận nó lại giết mình thì toi. Sana mới vội nói rằng cô chỉ yêu tiến sĩ chứ không thể yêu Chitty được, khiến Chitty buồn bã về nhà thui thủi. Đúng lúc này tên giáo sư điểu cáng gọi điện đến. Hắn xúi giục Chitty giết tiến sĩ Pasika để chiếm đoạt Sana. Bởi rõ ràng mọi thứ Chitty đều giỏi hơn tiến sĩ thì sao phải nghe theo hắn. Quả nhiên những lời nói này đã tiêm nhiễm sự điểu cáng vào robot Chitty. Mà hôm sau là buổi đánh giá cuối cùng của quân đội về dự án người máy. Chitty thể hiện khả năng vũ khí tuyệt vời, nhưng không ngừng nói về cô gái nó yêu là Sana, khiến tiến sĩ cực kỳ bẽ mặt và bị đánh giá trượt. Ngay lập tức ông về nhà điên tiết phá hủy luôn robot Chitty, mặc cho Chitty van nài tha mạng. Tại sao ông lại tạo ra cảm xúc cho tôi, rồi lại bắt tôi không được yêu cơ chứ? Đến lúc chết Chitty vẫn nói rằng nó yêu Sana. Thực sự robot mà biết suy nghĩ, vẫn là thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Tiến sĩ vô ý vô tứ mang xác Chitty ra bãi rác vứt bỏ. Tất nhiên những việc này đều nằm trong tính toán của tên giáo sư Borer. Hắn đến bãi rác mang Chitty về, ra điều kiện sẽ khôi phục nếu Chitty chịu vẽ ra giản đồ cho hắn. Vì đã yêu Sana nên Chitty đồng ý ngay. Nhờ lấy được toàn bộ dữ liệu, hắn nhanh chóng khôi phục lại, còn cấy vào con chip chứa chương trình hủy diệt siêu độc ác. Cứ như vậy robot hủy diệt ra đời. Ngay khi tin biết Sana đang tổ chức lễ cưới, nó lập tức đến phá đám tanh bành, tiến thẳng vào hôn lễ cướp lấy Sana, rút súng ra giết luôn bố của tiến sĩ để ép Sana yêu hắn. Ai cản đường cũng bị hắn bắn chết tươi, rồi cứ thế lái xe để mang Sana đi giao cấu. Rất nhiều cảnh sát đuổi theo cũng đều bị hắn hạ gục. Cứ như vậy không biết bao nhiêu người đã phải hy sinh. Mà phong cách ra tay của robot này thực sự tàn ác. Hắn còn nhảy lên khống chế hai xe tải chở ga quay ngang chắn đường, gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Mãi vì sau hàng tá cảnh sát chặn đường xả súng, hắn nhấc bổng luôn chiếc xe để đỡ đạn, rồi dùng nam châm hút sạch súng của cảnh sát, quay tay thành một hàng súng xả đạn ra giết chết toàn bộ 500 người. Xong việc rồi đưa Sana về nhà hắn tự sửa chữa lại hỏng hóc. Tiến sĩ biết chuyện này vội vàng gọi điện cho Chitty, nhưng nó nói rằng ông đã giết tôi thì tôi không còn nghe lời ông nữa. Hắn còn cười kinh bỉ nói rằng không ai giết được hắn ta. Và để làm vui lòng Sana, robot hủy diệt đi cướp hết tiệm kim hoàn và siêu thị quần áo, thậm chí còn giả vờ lái xe ra một bến tàu, cho cảnh sát giết hắn để tạo cái chết giả. Nhưng tiến sĩ kiểm tra linh kiện liền biết không phải Chitty. Ông vội chạy đến phòng nghiên cứu của thầy giáo Borer, thì phát hiện Borer đã bị chết. Kiểm tra camera thì biết toàn bộ sự việc. Hóa ra Chitty đã tự chế tạo ra nhiều phiên bản giống mình. Tên giáo sư Borer thấy Chitty mất kiểm soát, mới khống chế Sana để ép hắn xóa chương trình. Nhưng phiên bản phía sau của Chitty đã ra tay trước, và cuối cùng Chitty đã ra tay tàn độc. Cùng lúc này Chitty đã giết người hàng loạt. Nó chiếm luôn khu công nghệ cao của quân đội nước nhà, rất nhanh đã tạo ra hàng ngàn kẻ hủy diệt giống nó, rồi cứ thế đưa Sana vào trong để đòi đẻ con với cô. Hóa ra hắn đã tự cấy cho mình một con chim to tướng, thậm chí là có thể có con như người bình thường. Nghe đến đây Sana sợ hãi ngất lịm. Phía bên này tiến sĩ cố gắng cải trang để hóa thân thành một trong số kẻ hủy diệt, dễ dàng đột nhập vào trong khu quân sự của Chitty, giả vờ làm kẻ bồi bàn để đưa thức ăn đến cho Sana đang bị nhốt, cẩn thận làm nhiễu camera rồi cắt tay cho máu chảy ra. Thấy máu, Sana lập tức hiểu đây chính là tiến sĩ. Nhưng lúc này một kẻ cũng phát hiện ra camera ở phòng Sana đang có vấn đề, liền chạy tới báo cáo với Chitty về những chuyện lạ. Một kẻ khác cũng đến báo cáo rằng Sana đã chịu ăn cơm rồi. Mà hóa ra kẻ thứ ba chính là tiến sĩ. Cùng lúc này quân đội bên ngoài phối hợp cắt điện toàn thành phố, khiến điện trong khu quân sự cũng bị tắt đi. Sana phối hợp thắp nến cho không khí lãng mạn, rồi cũng giả vờ rằng cô đã yêu hắn, còn làm trò như là đã sẵn sàng cho Chitty khoan cắt bê tông. Quả nhiên sau một hồi hí hửng thì pin của hắn bắt đầu báo yếu, đám vệ sĩ cũng hết điện ngã ra như mũi bị phun thuốc sâu. Chitty vội vàng chạy đi khắp nơi tìm nguồn điện, không may một thằng đần lại lái xe đúng vào hắn ta,
khiến hắn tự dưng lại được sạc điện. Việc đầu tiên là bắn nát sọ cảm ơn. Đám người máy cũng học theo tràn ra đường cướp xe sạc điện. Hắn điên tiết về nhà ra lệnh toàn bộ quân lính tập hợp, bởi hắn biết một người trong đây là tiến sĩ cải trang. Tiến sĩ nghe tới đây vã mồ hôi sợ hãi, hắn còn cẩn thận rút kiếm ra đâm từng người, thậm chí là chém não xem ai là tiến sĩ. Nhưng may mấy lần đều hụt không phải Pasika. Không ngờ hắn ra lệnh toàn bộ quay đầu 360 độ. Tất nhiên qua bài này liền phát hiện ra tiến sĩ ngay. Hắn hí hửng sung sướng chuẩn bị kết liễu tiến sĩ, chỉ là băn khoăn không biến bắn vào đâu cho chết từ từ. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị bắn thì quân đội lao vào tấn công. Hắn muốn thu hết súng nhưng quân đội chơi toàn súng nhựa. Chitty liền ra lệnh tất cả hóa thành hình cầu, rồi thò súng ra ngoài hủy diệt toàn bộ 510 lính, khiến xác quân đội chất thành một núi người. Kẻ hủy diệt tiếp tục xông ra bên ngoài đánh vòng thứ hai, sức mạnh vượt trội lên quân đội chỉ cố gắng cầm cự, để cho giáo sư trộm một cái xác của robot mang về hách. Cùng lúc này bên ngoài kẻ hủy diệt biến thành ống sắt càn quét, ngay sau đó lại biến thành một bức tường. Khi trực thăng bắn tên lửa phá hủy được một chút, thì nó đã đội nhau lên thành cái cột bám vào trực thăng, tung một chưởng khiến trực thăng đâm vào nhau mà chết, rồi tiếp tục xếp hình thành một con rắn khổng lồ, thò súng từ lưỡi ra xả đạn vào bên quân lính. Phía bên trong tiến sĩ vẫn đang tiếp tục cài mã độc vào robot, thì bên ngoài nó đã chuyển lên nóc nhà đớp lấy cái trực thăng. Đúng lúc nguy cấp thì mã độc phát huy tác dụng, quân đội vội phóng lưới điện bao vây, Chitty cũng không phải dạng vừa, quét ra nguồn lây nhiễm rồi cho phá hủy, nhờ vậy mà tất cả lại được hồi sinh. Chúng tạo thành một mũi khoan xuyên lòng đất để thoát khỏi lưới điện. Trồi lên phía bên này thì chúng đã ghép thành titan khổng lồ. Tiến sĩ vội vàng lên xe bỏ chạy, hy vọng kéo dài thời gian để ông cài đặt lại mã lập trình gốc hủy bỏ nam châm điện. Titan đuổi theo xe của tiến sĩ gần tới nơi, liền bị tiến sĩ bắn kênh chuyển vi rút sang, thành công hủy bỏ liên kết lực từ của toàn bộ robot. Chitty cùng đồng bọn đành phải chạy riêng lẻ đuổi theo. Tiến sĩ mở cửa ra hút luôn Chitty vào một nam châm cực mạnh. Bọn robot bên ngoài cũng cố gắng phá xe vào trong. Tiến sĩ vội vàng mở bụng hắn nhập lệnh hủy kết liễu toàn bộ đám bộ sậu xung quanh xe và lấy ra con chip độc ác mà Borer cài vào. Sau việc này, tòa phán xử mọi tội lỗi do giáo sư Borer và ra lệnh Chitty phải tháo bỏ linh kiện và niêm phong mãi mãi. Từ đó Chitty ở trong viện bảo tàng cho đến khi quay lại vào phần 2. Bộ phim nhắc nhở rằng chế tạo ra trí tuệ nhân tạo tự có ý thức thì hãy cẩn thận, bởi sức tính toán của robot lớn hơn con người rất nhiều. E rằng khi nó quá thông minh thì nhân loại sẽ phải diệt vong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!